Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì tiếp tục lên hai bò cái sinter nha. Hai bò này chừng 5-6 tháng tuổi nha cô bé anh chị. Một con thì cao khí đủ mét, một con cao mét lẻ nha cô bé anh chị. Thì hai bò này giá cũng yêu thương nha. Hai bò này giá tại chuồng là 27 triệu nha cô bé anh chị. Giá tại chuồng là 27 triệu nha. Chân tụ được hẳn khớm hết nha, tại hai bò này hơi nhỏ nha cô bé anh chị. Chạy đuôi chà bá ha. Chơi lần chính này. Sẽ mặt chính luôn nha cô bé anh chị. Chân cẳng này ngon lành ha. Cúng này, cúng chìm bài bản luôn á. Vú lạ lắm. Tôi coi nấm vú lớn không? Bò nấm vú rồi cô bé anh chị. Thấy không? Nấm vú. Cái bò này. Bò này hiện cao khí đủ mét nha các bé anh chị. Khí đủ mét ha. Nhỏ nhưng mà kiểu đẹp ha. Bò đây là mét lẻ nha các bé anh chị. Chạy đồ lớn ha. Lên đồi còn hai con nữa thương lắm. Nhỏ mà thương. Xé mặt nè. Bò này sao không có sừng luôn nha các bé anh chị. Bò này không có sừng luôn nha. Số lưng này. Mày chích ấp xe nha cô bé anh chị. Bò em con nào cũng bị ấp xe đó. Chân cẳng móng sò nè. Móng sò đẹp lắm. Bún chiền nè. Chiền vú bò này khỏi chơi luôn nha cô bé anh chị. Thì cặp bò này muốn bán giá là 27 triệu nha cô bé anh chị. 27 triệu giá tại chuồng anh nha. Cảm ơn các bé anh chị đã theo dõi video của em nha. Nó bị kỹ mời lại cho. Con nào cua cũng bật hết nè. Nó nhỏ mà cua bật hết ghê nè. Bò này mét lẻ. Con này 9 tấc 8 nha các bé anh chị. Cứ đủ mét ha. Rồi. Cảm ơn các bé anh chị đã theo dõi video của em nha.